Trưa nay mà bạn Yến đi ăn ẩm thực chay nha. Đó. Quán An Khang ở đường Nguyễn Văn Khối, Gò Vấp này. Menu nè. Quá trời luôn. Nhiều không? Bạn cứ lòng 4 trà đá. Lẩu. Đấy, quán đẹp chưa? Yến ơi. Đẹp mát này á. Quán đẹp nè. Địa chỉ đâu rồi ta? Đây 183 Nguyễn Văn Khối nè. Xíu nữa quay nha. Hai vị đầu tiên đây, gọi cuốn nấm. Lấy một cái ớt. Nước Việt Nam ấy, ăn nước thôi. Nào để chỉnh cái độ phân giải video nó rõ hơn. Nó rung dữ, tao hay đói nè. Rồi quay mà. Rồi cuốn nấm. Sốt là tương xay. Sốt tương xay. Đậu phộng là ok. Vô. Ô đẹp quá. Ôi nhìn nè, cháy giò. Nè. Cuốn thịt heo. Hả? Nhìn này hơi quen, hơi ngược nắng là vẫn đẹp. Dạ. Quay ngược nắng là vẫn đẹp. Đắng ngọc. Thôi để bạn ăn cho nó tự nhiên nha, mình quay món khác. Đây là cái gì? Chả giò trái cây hả? Chả giò trái cây. Cái này ăn được ngon, nhìn rất là đẹp luôn, chiên giòn luôn rồi. Rồi còn cái lẩu sau cùng đúng không? Nè, nó quay cận như cho cả nhà xem mà. Đó. Chiên xốp xốp. Chấm với này là mayonnaise hả? Ok, đợi món tiếp nha. Hai món khai vị quên mất quay món chính nè. Xíu là cho này vô nồi lẩu luôn rồi. Đây món chính này rau nè, ăn quay nè. Này gì đây, nấm gì đây? Kim chi, kim châm nè. Rồi hoa chuối, cải, rau muống, nấm, đây rồi. Đây là bún. Rồi nước sôi. Hay là chọn vị tôm dâm. Thơm. Quay hồi cái nó bay cái điện thoại vô luôn. Em nếm cay không, nếm thử coi. Chắc chưa chín mà. Đây chắc chín rồi cái gì. Này có cà chua, trứng hả? Có trứng không? Đậu hũ. Trứng trắng là cái gì? Cái gì đó, tàu hũ kia. Đậu hũ thôi, đậu hũ. Đây món chay, món chay. Nhìn bạn này, bạn nếm hả? Sao? Chua cay cay, ngọt ngọt. Bớt bớt cái lớp mỡ này đi. Thì bạn nói béo mà, bạn nói béo mà. Thôi em không thích lớp dầu. Các bạn thường đi ăn gạo cay. Ngon, 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 ngon. Rồi cho hết cái rau này vô. Các bạn thường đi ăn gạo cay. Đây đưa đun bằng điện nè, ngồi ăn rất là thoải mái. Xôi đó cho lơ dở, giảm giảm nhỏ nha. Để lớn đi, em cho rau vô. À. Xong rồi mình tắt bếp. Rồi chán rồi, rồi chán rồi. Chút xin chán khác hả? À, mình không ăn dầu. Cái này giống mùi dầu... Dầu... Điều. Đúng rồi, dầu ăn điều. Thơm. Này, đi cho vô luôn đi. Cho rau muống nè, rau muống lâu chín nè. Rồi hai đứa ăn cái nồi lẩu này no say rồi. Ừ. Thấy cho hết vô luôn, có rau nhúc nữa nè. Cái nào chín chín lâu cái này cho chín. Này cái này lâu nè, này chín khác. Có nhanh chín lắm đó. Cái đó bỏ vô nhéo là không được. Nấu lâu. Ăn sống luôn à? Dạ, ăn sống cũng được. Lúc sống luôn. Ăn ngất ngay luôn. Đầy ghê. Hấp dẫn không? Em sợ là lẩu nhiều cho nên em mới kêu cái kia để lại. Ồ, nhìn như có thịt trong này luôn vậy. Tàu hủ. Tàu hủ kia. Hả? Tàu hủ kia.
Hiền cười. Đó, quán đẹp nha. Rồi, ok thôi. Bye bye cả nhà mình đi thôi nha. Tiếp sau vậy.